Rồi đẹp đấy. Ok như này đẹp ạ. Tay phải em để lên trên đi cho cái tay đẹp đúng không? Ok, cái tay bên này em vuốt dịch sang đó, yeah, ok đẹp. Liếc mắt sang máy tính của anh ạ. Đó, thế ok. Xoay hông thế này chứ, xoay mông thế này chứ. Rồi ok, để đây. Rồi đẹp ạ. Ok. Này. Cái tay bên trong của em để dịch phía dưới mông một chút nữa. Hà nâng cầm lên cho anh chút. Rồi ok rồi đấy. Em nhìn thẳng vào tường. Như thế, đúng không? Ok, dừng cho anh ạ. Ok. Tay trái chưa ok lắm. Ừ, như vậy, đúng rồi, như vậy mà tay dài. Rồi. Tay phải em đặt chỗ khác, tay phải đặt chỗ khác. Rồi ok như vậy đi. Ok rồi, ok. Rồi đẹp rồi, tốt rồi. Xuất sắc quá rồi. Đẹp rồi. Đúng rồi các bạn nha, ok luôn nha, ok. Đẹp. Để xoay mặt sang để liếc máy anh, đúng rồi, liếc máy anh, như vậy. Ok, để liếc mắt cho này. Thấp cằm rồi em. Thấp một tí, em thấp cằm một tí. Ok, rồi ok. Rồi liếc mắt máy anh ạ, cái đầu sang này. Đúng rồi đẹp ạ. Chúng anh chụp gần hơn chúng ta cái này đẹp ạ. Cả dáng các bạn 1, 2, 3. Để xuất sắc. Như thế. Ok. Thế anh ấy, chụp cả dáng. Nào lại nào ấy. Anh chụp cả người. Rồi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Tất cả mấy nè. Rồi anh nhớ nhá, 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tốt nhá, 1, 2. Như thế. Đúng rồi. Ok. Không biết à? 30 thì dùng thế máy rồi lo rồi. Rồi vậy. 30 thoải mái lên rồi. Sắp đây, cái này hơn. Rồi ok rồi. Rồi anh để lại nhá, 1, 2, thấp cằm xíu ấy. Đúng rồi. Thấp tay một chút nữa. Đúng rồi, như vậy. Để tư dinh. Rồi ok. Đi đến góc mặt bên này cho anh đấy như thế nhá. Tắc mông ra đây cho anh chút nữa. Ok. Bên cầm này. Thì giữ đây này, góc mặt đúng rồi. Xoay sang. Rồi, yeah, ok. Nhìn anh này. Như thế, ok. Tốt lắm rồi. Tay bên này em đẩy sang hết. Như vậy đúng rồi. Ok, đếm lại nhá. 1, 2, 3. Ok, xoay mặt. Ok, đẩy vào vai. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Em hiểu rồi đấy. Rồi đấy. Rất sao luôn em. Như thế. Rồi đẹp đấy. 1, 2, 3. Đúng rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng rồi. Rồi nhanh nào, nghe đầu rồi. Rồi như thế. Đỉnh quá này. 1, 2, 3. Ok. Gần hơn đó. Tốt lắm này, bên này. Em ưỡn được cái bụng lên không? Như vậy đúng rồi, tách bụng ra xíu. Đẹp rồi, ok đúng rồi nhỉ. Nghiêng đầu sang anh chút hả? Rồi giữ nguyên đấy, thấp cằm. Quá luôn. Ok, ổn đấy. Rồi gót này hả? Đúng rồi, ok như vậy. Rồi ok, mặt xoay. Đúng rồi. Em nhìn đây, thấp cằm. Đẩy cái trục người bên trên tiến lên anh xíu. Hơi bị xô ở trong. Đấy như vậy đấy, tầm đấy này. Rồi ok, cái mũi chân này gấp xuống. Gấp đúng rồi, ok, nhìn anh nhờ. Lắc rồi. Rồi nhìn đây. Như thế nhá, đẹp này. Tốt lắm. Đẹp này, ok. Như thế xuất sắc, đẹp đấy, không xích gì đâu, kiểu nhiều đèn đúng không?